Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Blue John. Và hôm nay sẽ hướng dẫn cho anh em cái X2 cái UC này. Tại cái sảnh chờ thì chúng ta có cái phần nhấn vào UC Station anh em. Thì anh em nhấn vào. Tại cái phần ở trên cái khung nhiệm vụ thì chúng ta có phần UC Station, tức là đổ xăng á. Khi mà chúng ta nhấp vào đây thì nó sẽ ra hai cái mục, tức là phía bên trái của ô chúng ta đang xem thì cái ô là số lượng mua, tức là cái số tiền của mình khi mà mình nạp thẳng vào để mình mua UC. Còn cái số bên phải, cái số lượng bonus, đó là cái số phần trăm mà chúng ta sẽ hưởng được. Đấy, bên trái thì mình vừa làm thử nghiệm cho anh em là khi mà mình lật 30 UC thì được 579.000. Và bên phải mình muốn bonus thêm thì 50 UC nữa, tức là bây giờ được 150, tức là 400 mấy UC. Và hiện tại thì bèo quá anh em à, mình lật 3 lần rồi thì vẫn là không được. Đấy, bây giờ mình đã bỏ một lần và mình sẽ ra ngoài cái phần nhiệm vụ này. Đây này, trên sảnh chờ này nó sẽ có phần UC Station đó, mình nhấp vào và mình làm mới một lần nữa. Mỗi một ngày sẽ làm mới được 2 lần anh em nha. Và làm mới thì cái này được 579.000 thì được 150 UC, 150%. Thì mình cảm thấy cái sự kiện lần này thì nó cũng khá ngon, nhưng mà anh em nào có tiền thì anh em cứ vào đây quay nha. Nó sẽ được X2 số lần gấp đôi đó, gấp đôi số UC. Và mình chúc anh em thành công nha. Bye bye anh em.